Hello, xin chào tất cả các bạn đang trở lại với bản tin về VF3 độc quyền trên kênh của Văn Nóng VF3. Đó. Mình quay trở lại sau khoảng khá lâu rồi, từ thứ 6 thì phải. Đấy, xong rồi cũng bão lũ rồi, ngập lụt rồi, cũng nhiều thứ ấy mới quay lại được ngày hôm nay. Đó. Cho thì anh em xem trên kênh có up 2 clip về tình hình xe cộ ấy, không biết các bạn xem không, nhưng mà để thấy rằng cái việc mà xe ô tô ngày bão nó khổ như vậy. Mình thấy rất nhiều bác chủ xe là lúc 11, 12 giờ đêm bão ấy, lo cho xe là còn phải chạy xuống xem tình hình ngập lụt như nào, rồi đánh đi chỗ nào để không bị cây đổ, rồi không bị cột điện rơi, rồi không bị cái gì văng vào, nói chung rất là mệt mỏi. Đó. Không phải sở hữu một cái xe đơn giản đâu. Đó. Rồi, thì trong clip ngày hôm nay thì sẽ tóm tắt những nội dung sẽ làm trong cái bản tin này. Đầu tiên là có lẽ rất nhiều bạn quan tâm là tình hình nhà máy VinFast ở Hải Phòng như thế nào. Thứ hai là cập nhật một số thông tin về VF3. Gọi là cập nhật thì chắc cũng không có gì nhiều đâu. Thứ ba là VF3 với bão thì như thế nào. Và thứ cuối cùng sẽ là một cái lỗi bug. Mình thấy trên cộng đồng anh em đang chia sẻ khá nhiều về lỗi màn hình con này. Nó là cái lỗi bị trôi xe. Đó. Và cũng rất là nguy hiểm. Đó. Rồi, thông tin đầu tiên đó chính là về nhà máy Hải Phòng. Thì có thể nói rằng thì cũng như là ảnh hưởng chung của toàn bộ thành phố Hải Phòng ấy và tỉnh Quảng Ninh đi. Thì đây là cập nhật của một bác trong nhà máy, xin giấu tên. Và theo mình biết thông tin đến ngày hôm nay, đến thời điểm là sáng ngày 10 tháng 9 đi, thì tóm gọn là tình hình nhà máy vẫn đang mất điện. Anh em công nhân ở trong nhà máy này, suốt này xưởng lắp ráp này. Đấy, cây cũng đổ này. Đó. Có một số xưởng thì bị bay máy tôn nhá. Đó. Xưởng nào thì không biết được. Như này thì nó cũng ảnh hưởng đến người ta, người ta cũng không chia sẻ xong. Đó, nhưng tình trạng là mất điện, bay một số máy tôn. Và chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất. Đó. Và sản lượng giao nhá. Clip cũng có đấy. Chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến sản lượng giao rồi. Cây đổ này. Đấy, cây đổ hết này. Anh em kỹ thuật công nhân ngồi đây này. Xe đưa đón này. Đấy, ngồi rất đông đây, chỗ xưởng lắp ráp này. Đấy, đội ngũ kỹ thuật các thứ nhiều bạn lắm. Nhưng mà có thể thấy rằng tình hình là bên ngoài vỏ viếc vẫn ngon à. Đây, tường viếc vẫn ngon. Đó. Không xi nhê gì đâu, chỉ có nóc thì tôn thì nó sẽ bay một số góc thôi. Mất điện quan trọng nhất là mất điện này, tôi om này, mất điện thì không thể làm được gì cả. Đó. Ngành gì thì tôi mất điện thì không thể làm được gì hết, chỉ có ngồi nhìn thôi. Thì cái này là khó khăn chung của cả thành phố nhá. Đó. Hiện tại chúng ta vẫn đang bị mất điện, mất viễn thông, tại vì cáp điện, cáp viễn thông người ta đi chung hạ tầng mà, có vùng đi theo cột, có chung hạ ngầm. Đó, ngập lụt bay nhà, bay cửa, bay nóc, nói chung rất ảnh hưởng. Đó, vật tư phụ tùng rồi khả năng vận chuyển logistics nó ảnh hưởng cả một chuỗi luôn. Nhưng mà có thể cập nhật tóm tắt các bạn như vậy. Đây, xưởng bay máy chạy về văn phòng. Đó. Đó, tình hình nhà máy như vậy thì với cái tình trạng như này thì khả năng giao trễ của VF3 trong tháng này thì chắc chắn rồi. Còn trong năm nay thì không biết có đẩy ca tăng ca 3K 4 kíp hay không, không rõ. Nhưng mà hiện nay tháng này thì khả năng là sản lượng giao sẽ thấp hẳn đi này. Đó, máy tôn vẫn còn ngon. Rồi sang một thứ hai là tình hình VF3 với bão. Đây, tốt nhất là bão thì con này thì nó là mini, có 800 cân thôi,
không thể mang đi sông pha bão lũ được như các dòng xe địa hình được nhé. Đó. Đây, tốt nhất là cứ phải chỗ này là an toàn này. Ông nào ông để cái xe đến đây thì sao mà bay được xe này. Đó, bê tông cốt thép bao như này thì mới đảm bảo được nhá. Đó. Cứ phải như này thì mới chắc được. Có rất nhiều người mang đi bão đây anh ạ. Đây, cái hôm này là hôm trước bão đổ bộ này. Đó, tắc đường rồi các kiểu. Đây, anh em so với mặt bằng chung hạng A này. Con này là Yaris này. Ôi sao đây lắm Yaris đấy. Hai con Yaris này. Đó. Fadin này. Đó. VF8 này. EcoSport này. Con này là VF6 à. Một số xe mình không biết. Xpander này. Đó. Cũng đâu có nhỏ bé gì đâu. Vẫn lon tròn các kiểu đây. Mình không rõ chỗ này ở chỗ nào nhưng mà không biết ở Hải Phòng hay ở đâu anh ạ. Đấy, vẫn bon chèn lắm. Đấy. Đấy, xanh này. Đấy. Thành phố đấy, bão. Cái hôm đấy bão đổ bộ sợ thế. Rồi. Ngoài ra thì có một số xưởng của anh Mastercare của anh Xuân Hoàn. Đấy. Cũng đã có một cái bản độ con này lên form rồi này. Đây, lên form cốp rồi đây. Đây. Ti điếc của nó hết rồi đây. Đây. Đây lên cả bản lề rồi này. Đây người ta lắp bản lề ở đây mà người ta chống cái ti thủy lực ở đây. Còn đây là bản lề các bạn này. Là bắt ở chỗ này. Đây bản lề đấy. Đó. Chìa khóa xe luôn này. Đây bản lề đây. Người ta bắt có hai cấy hai con vít vào đây thôi. Chỗ này thì người ta làm thêm một cái ti để đỡ nữa này. Giống kiểu cái tủ bếp ấy. Đấy, cấy hàng như nào. Còn đây cốp đây. Người ta để sẵn lỗ chờ của để châm dầu phanh đây. Còn cái này là để giữ cái ngàm ở trên này. Đây là cái ngàm ở trên của capo. Nhưng mà cái này không biết là để mà thay tháo cọc bình thì làm thế nào. Tại vì đây người ta cố định, người ta đã bắt vít vào đây rồi này. Bắt vít vào đây rồi. Thế cả cái bô nó sẽ ăn vào cái các con vít này. Đây. Thế là khả năng chỗ này sẽ phải làm một cái nắp mở để rút cọc bình, mình đoán là vậy. Đây mà anh ấy lên form composite thôi để đổ khuôn thôi. Đó. Còn con này nó sẽ lên form dạng như này. Dạng dạng này là dạng của Defender nhá. Cái form mặt là form của Defender. Đó. Và anh ấy làm lại toàn bộ mặt ca lăng này luôn. Khác hẳn luôn, nhìn không nhận ra luôn. Nhìn đặc ra xe Mỹ luôn này. Đấy, ông còn Ranger, Ranger Rover đây. Đây mặt trước này. Nhìn khác hẳn luôn nha. Nhìn nó đỡ bị đần đần như cái kiểu kia mình thích làm cái đèn vuông như này. Đó, kiểu cổ cổ như này. Đèn vuông giống Juli các kiểu ấy. Đó, ngày xưa mình thích cái form đèn vuông này. Nhìn nó cứng và mạnh. Còn đây đằng sau. Đằng sau thì bác cũng gỡ luôn cả cái mặt là chữ V ra rồi. Chỗ này cũng đã đăng đắp lại rồi này. Người ta đúc lại hết này. Làm lại body form và sơn lên thôi. Không có gì. Được mỗi cái cốp về giá trị này. Đó. À ngoài ra nữa thì hôm trước thì mình có chia sẻ về cái cách mà làm ngả của VF5. Đây ví dụ để ngả hẳn cái ghế của VF5 thành một cái mặt phẳng như thế này. Đây mình có thể nằm được cái này trong lúc chờ sạc này. Đó. Và mình áp dụng cho bên cái phụ nhá. Đó. Thì đây. Thì tìm được cái bác ấy chia sẻ rồi đây này. Đây. Ví dụ cái ghế nó như này. Cái ghế V5 này. Khi mà chõi ra này.
thì cái này người ta cũng đã độ thành cái cái núm vặn thì người ta đã độ sang là cái cần gạt nước đấy, bên năm đây chỗ này nó có cái gẩy ấy, thì độ sang cái này nhìn nó cũng hơi 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 hơi, nhưng mà đây cách độ đây đấy, thì đấy mình bậy ở cái này ra này, cái cụm ở đây thì nó chính là cái cụm này, tháo hết ra thì cắt cái này đi này, mình cũng chưa rõ là cắt cái này cắt thẳng như này như là như lại khai cắt cái này đi để cho nó không bị cái ngàm nữa, đây cắt đi đó, cắt cái ngàm ấy đi, và cũng phải một cái nữa đó là mình phải gẩy cái hãm này nữa này, đây gẩy cái hãm này ra để cho nó trượt được lên ý, trượt lên hết cỡ, nó trượt lên hết cỡ thì nó mới sát mép cái kia thì mới mới ngả được. Đây gẩy cái này, đây chính là gẩy cái này, đây nó có mấy cái hãm này này, ở đâu nhỉ, hình như nó hơi thiếu vậy, hơi ít đây cái ngàm ấy đây đó. Đây là cho vép nắp đây, cố của vép 5 à vép 3 chở được cái gì đây, con này nếu mà vứt hẳn cái băng giữa thì nó rộng phết đấy, tích nó khá là lớn à, khá là lớn, nó sẽ tựa như một con xe van ấy đó, sẽ tất nhiên là cũng sẽ là rộng bực bằng morning van hay là các con spark van, nhưng mà nó cũng được 8/10 mình đoán như vậy, tất nhiên là tại vì cái chiều nó ngắn hơn, chiều dài của nó ngắn hơn mà. Rồi sẽ có gì đã update luôn nào, đây bảo hiểm này, nhưng một số hãng người ta không bán bảo hiểm cho con vép 3 này tại vì xe giá thấp và rủi ro nó cao ấy, chỉ có bên như bên Tasco này thì họ đang bán thôi này. Đó rồi, đây cũng là một cái phần người ta đã độ cái cốp này, rất nhiều bác quan tâm cái cốp thì nó sẽ như nào đây, người ta đã lên form rồi, cái này khoét hơi xấu này, lỗ này chính là lỗ để châm dầu đấy, có nên các cái tai bắt vào xe này. Đó đây sẽ bắt vào như này để có cái cốp, cái này thì để linh tinh đồ nghề thôi chứ còn để vali thì chắc cũng không để được, đây lắp vào thì nó sẽ như này, đây cốp và lắp vào nhựa composite thì nó sẽ như này, đây có một gara khác, đây nó chỉ được tầm này thôi, chỗ này một tí này, chỗ này một tí này, chỗ này một tí này, nên các bạn cũng đừng kỳ vọng là nhiều tại vì chỗ này ra đây là két nước rồi, à két dàn nóng đó, không được nhiều đâu, cũng đừng kỳ vọng quá. Rồi sẽ sang phần tiếp theo, đó chính là một số cái lỗi đó. À từ từ còn cái này nữa này, cái này nó cũng liên quan đến vép 3 đó là vép 5. Có một cái trường hợp của ông này ở Phú Thọ thì phải. Phải rút hết rắc ra rồi. Đây xe vừa mới báo là sửa xong rồi, rút hết rắc ra rồi. Đánh xe ra giữa đường nên lại chết cứng ngắc rồi. Vừa mới cam kết xong là sửa xong là không bị nữa này. Con này thì hiện trạng là đánh vào xưởng là đây, báo lỗi rút hết rắc ra rồi, vừa bàn giao xe xong. Anh cho em mượn cái giấy bàn giao em vừa mới để đây ra. Kia giấy kia. Đây đây.
cái vụ này thì mình tóm tắt cái lỗi xe này đơn giản là như này. Con này thì ông chủ xe là ông đã đô lại chết cứng độ lép, không biết độ cầu bi cầu hay, nhưng mà chắc chắn là độ lép rồi đó. Và độ cả cánh chim nữa, còn cái củ cương không biết có độ không, nhưng mà hiện trạng ở xưởng ở 3S thì người ta báo là con này là do chập điện ở cái hộp cục chì, nó dẫn đến là nó cũng mất luôn cái điện mà sạc cho ắc quy, dẫn đến xe này không đi được đó, ngắc nghẻ luôn, không có ắc quy thì không để nổ được và đi nó cũng tịt đó. Thì đấy, nó chỉ thế thôi, do chủ xe là có thể là độ lép, độ lép cánh chim này, rồi độ motor gặp điện này, không biết độ cái gì mà dẫn đến là nó bị chập cái phần cầu chì ở này, nó chập đường điện này, dẫn đến nó mất luôn sạc cho ắc quy, dẫn là xe gục. Thì anh em nghe thế bảo là tháo hết rắc ra rồi đúng không? Báo là sửa xong rồi, rút hết rắc ra rồi. Đấy, rút hết rắc ra rồi đúng không? Đó. Đấy. Thế tốt nhất là nếu mình có độ thêm cái phần gì thì đặc biệt là chú ý phần điện nhá. Đó. Như ở hãng thì người ta xử lý là người ta tháo hết cái phần độ ra và sạc lại cho ắc quy thôi, nhưng lại dùng bình thường, thay cầu chì các kiểu là xong. Đó. Cũng phải làm xưởng kiểm tra check choát tháo, tại vì đi độ nó đi dần điện nó cũng lung tung mà. Rồi. Bây giờ quay trở lại một cái phần mà thấy rất nhiều người kêu V3 là hiện tượng bị trôi. Cái này không phải clip trôi, xem cái clip trôi là clip nào đó. Đây này, độ lép cánh chim nó như này này. Bác hỏi rồi, xin nhan. Đây là một kiểu độ lép cánh chim mà rất nhiều người thích nhá. À, đâu mày? Đây là của V3 luôn, nếu mà độ rồi, cánh chim. Nhan. Đẹp đúng không? Rồi. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà nó liên quan đến điện thì nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến hệ thống của xe nhá. Cầu chì rồi chập cháy rồi nó sự cố nhiều mà. Đó. Nói chung là càng đơn giản tốt. Lưu ý các bạn nào có ý định độ cánh chim này thì lưu ý hết sức cái phần cầu chì. Đi dây sao cho chuẩn, rồi dây to, rồi cái cầu chì đảm bảo có sự cố thì mình rút ra nhé, kiểm tra nhớ là phải đo cả ắc quy các kiểu nữa. Rồi cái phần đâu nhỉ, cái phần bị trượt đâu nhỉ, mình xem nào. À đây, trượt đây. Rồi xe về B rồi nha. Thả ra xe trôi nào. Xe trôi nào. Cái trường hợp mà để B này trôi này thì mình thấy gần đây khá nhiều người bị nhá. Đây, ở của cái clip của bác Chipper này cũng có một cái trường hợp mà bị trôi. Đây. Đấy, bị trôi, gãy cửa nhá. Đó. Qua mình xem trên kênh của bác Chipper nhé. Khá là nguy hiểm nhá. Đây cái tình huống trước khi xảy ra thì nó như nào nhá. Đầu tiên là xe đang đỗ trong hầm này. Đó. Cái này nó không rõ như cái kia nhưng mà đại khái là như này. Đấy. Đấy đấy. Từ. Đây, nó phải có đoạn này chứ. Đây. Đầu tiên là cái bà chủ xe này. Bà đi ra khỏi xe rồi. Bà đi sang ghế tài mở cửa. Lấy cái gì đấy. Đó. Xong bắt đầu xe nó bị trôi mọi người nhá. Không biết là trong xe này thao tác cái gì nhưng mà thấy loay hoay lục lọi cái gì mấy một lúc rồi. Xong bắt đầu nó sẽ bị trôi. Đó, nó về lùi luôn. Đấy.
nguy hiểm phết nha. Đấy đấy đấy, đấy nha. Một giây trước thảm họa này. Chú ý này. Đấy. Người vẫn trên xe nhá. Ui. À, xong cái cánh tài cánh cửa bên tài bên phụ rồi. Đó. Rồi sau như bà này bà có tiến được lên hay sao này. Đấy, nó em một lúc như nào. Đấy lại vẫn lái được lên này. Đấy. Vẫn lái được lên rồi quay lại còn chụp ảnh các kiểu để làm gì ấy. Rồi. Đây xem này. Đang mới đậu xe về B rồi, đang mở cái cánh cửa bên này để lấy đồ. Thì tự nhiên xe nó trôi là tự nó nhảy về số R. Nó tự trôi về đây luôn. Xong rồi may sau tự nó chạy đến tới này nó dừng lại. Thì thấy vẫn là R. Một tí nữa là nó hốt luôn hai chiếc này rồi. Bây giờ cửa em nó cạch vô cái này nè. Nó đang đậu như bình thường như vậy thôi. Nó tự động ve lại sao. Bây giờ em không biết làm sao đóng cửa luôn. Bây giờ là cửa nó dày luôn rồi. Gãy lên rồi vô luôn. Mà may không một tí là tai nạn luôn rồi. Đấy. Nó lỗi là như thế. Chỉ để phân tích cái lỗi này thì... Rồi. Mình không biết. Không biết phân tích cái gì lỗi này luôn. Thì một số anh em trên diễn cộng đồng thì bảo là khả năng con này nó bị hóc số. Nó hóc số tức là nó có thể mình cài về P rồi nhưng mà nó hóc số và nó sẽ bị chuyển về R. Nó chuyển về R. Đó. Thì xe này... về B rồi nha. Thả ra xe trôi nào. Xe trôi nào. Còn ông này cũng không chuyển về R cơ. Còn như cái bà kia thì bà ấy bảo là xe tự chuyển về R. Chưa rõ là như nào. Khả năng con này mình đoán là đang lỗi phần mềm. Hoặc là cái số của nó chưa vào hết. Nó bị trượt số. Hiểu lúc nào nó trượt số. Đó. Đây là cái lỗi này cũng mệt đấy. Chưa giải thích được. Lần trước từ xưa ấy, từ lâu rồi mình có một cái trường hợp là VP mà đạp xe bị trôi. Và đợt đấy mình lý giải là khả năng là cái phanh điện tử nó chưa vào cá. Nhưng mà nhiều cái trường hợp bị như này đó, thì cũng có thể là cái phanh điện tử này hoặc là cái phần mềm này nó đang bị trượt số, hoặc là cái cần số nó bị trượt số. Là ba lý do có thể xảy ra với cái tình trạng là xe để P này trôi này đó, để phanh nó chưa ngậm được đó. Như cái trường hợp này là phanh nó chưa ngậm được đó. Còn cái trường hợp của bà kia thì khó đấy, tại vì mình chỉ xem được qua cam CCTV thôi, chưa thể phân tích được chính xác đó. Ngoài ra thì trong cái phần tổng hợp thì mình có nhận được một cái lỗi này nữa này. Đó là lỗi màn hình. Cái lỗi màn hình nó như này này. Đấy. Hết cú. Cái lỗi này thì nó là lỗi hiển thị nhá. Thì mô tả các bạn thấy đây, nó cứ nhằng giống như cái hiệu ứng mà nhảy nhót trên TikTok ấy. Hoặc là anh em dùng màn hình TV ấy, nó cũng hay gặp cái lỗi này. Hoặc là anh em sử dụng màn hình máy tính, nó cũng màn hình đặc biệt là màn hình LCD ấy, màn hình LED ấy, nó sẽ hay bị cái lỗi này rất nhiều nhá. Như ngày xưa mình làm laptop thì cái lỗi này thường là lỗi cáp màn hình này. Có thể là lỗi panel ở trên này luôn này. Đó, hoặc lỗi LCD, đó, rất là nhiều. Bây giờ nó dùng màn LED rồi thì lại khác ngày xưa, nhưng mà đấy, nó có một dạng lỗi như này. Hết cú. Thì hiện tại cái lỗi này khắc phục như nào? Thì mình thấy là có một số anh em chia sẻ là để một lúc thì nó sẽ tự hết. Đó. Hai là trường hợp nó vẫn bị như này thì mình có thể là sử dụng là rút cầu chì kết hợp với ấn nút reset ở trên xe. Đó. Thứ ba nữa là mang qua VAS kiểm tra thôi. Đó, người ta sẽ kiểm tra cái này. Đó. Còn lỗi này thì nhiều lý do lắm. Đó, màn hình này, linh kiện này, cáp này, rồi rắc kết nối này, rồi phần mềm này, điện yếu này, nhiều lý do. Đó. Cũng là một lỗi ghi nhận ở trên VF3.
Rồi. Rồi như vậy thì ngày hôm nay mình đã tổng kết được một số các nội dung ở tình trạng của nhà máy này, update về V3 một chút này, V3 đi bão này và các cái lỗi tổng hợp được. Ok, xin chào lại ở các video tiếp theo.